Tàu ngầm Dmitry Donskoy của Nga được trang bị 20 tên lửa đạn đạo liên lục địa Mulava, theo phân loại của NATO là SSN-30, với khoảng 200 đầu đạn hạt nhân. Tên lửa Mulava có tầm bắn 10.000 km, mang từ 6 đến 10 đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ độc lập. Truyền thông Israel cho rằng tàu ngầm của Nga đã khởi hành từ căn cứ tại Biển Bắc hôm 4 tháng 9 và được hai tàu chiến chống ngầm hộ tống. Dự kiến đội tàu này sẽ đến khu vực ngoài khơi bờ biển Syria trong khoảng 10 ngày tới. Tuy nhiên, phía Nga hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào về thông tin này. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp thuận đề nghị của Bộ Quốc phòng nước này cho triển khai hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 tới Syria. Đây là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa, thiết kế để bắn hạ tất cả các mục tiêu tiềm tàng trong không trung như tên lửa hành trình, máy bay chiến thuật và chiến lược, đầu đạn tên lửa đạn đạo. Quyết định triển khai vũ khí tối tân của Nga tới Syria nằm trong các biện pháp quân sự được nước này đưa ra nhằm đáp trả Ankara sau vụ máy bay ném bom Su-24 của Nga bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ tại khu vực biên giới Syria.